Chiều ngày 11 tháng 2, tức ngày mùng 7 Tết, tại nhà văn hóa huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức hội thi khâu quả còn nhanh, còn đẹp năm 2019. Tham gia hội thi có 26 đội đến từ 26 cơ sở hội phụ nữ các xã thị trấn trong huyện, thu hút trên 100 hội viên tham gia. Hội thi khâu quả còn nhanh, còn đẹp là một trong những hoạt động thường niên được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hàng năm với mục đích tăng thêm sự phong phú các hoạt động trong lễ hội Lồng Tông của huyện tôn vinh sự khéo léo chăm chỉ của người phụ nữ. Hội thi cũng là dịp để chị em phụ nữ các dân tộc trong huyện trổ tài khéo léo trong việc khâu những quả còn đẹp, nhiều sắc màu và những hạt giống tốt. Những quả còn đẹp bảo đảm chất lượng sẽ được chọn dùng vào việc cúng tế rồi ban phát làm lộc lấy may cho du khách thập phương. Trong thời gian 30 phút, các đội sẽ phải thật khéo léo nhanh nhẹn để khâu được số lượng quả còn nhiều nhất đáp ứng tiêu chuẩn như vải và dây khâu còn có nhiều chất liệu tốt, mềm, chắc chắn. Quả còn làm xong phải đạt tính bền, màu sắc sặc sỡ và có đủ hai mặt, bốn túi, bốn cạnh bằng nhau, các góc căng phẳng. Vật liệu nhồi quả còn bằng thóc, ngô, đậu, đỗ thể hiện sự coi trọng của người nông dân với những hạt giống và ước nguyện trong một năm mới mùa màng tươi tốt bội thu. Để có những quả con đẹp phục vụ cho lễ hội lồng tông mùng 8 tháng riêng và đặc biệt là tham gia hội thi khâu còn nhanh còn đẹp xuân kỷ hợi, các cơ sở hội đã tổ chức lựa chọn và thành lập đội thi để tham gia. Với mong muốn sẽ đóng góp cho ngày hội lồng tông những quả còn đẹp nhất cũng là một trong những món quà lưu niệm cho du khách thập phương về chơi lễ hội. Sau một thời gian thi sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đã lựa chọn được 100 quả còn đẹp nhất để phục vụ cho lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng riêng xuân kỷ hợi 2019.